anh hùng hỡi rồi. Các anh ca chị tuổi xuân đôi mươi cánh tay luyện thép, đánh giặc đêm ngày đàn bóng khôn ngăn tiếng ca yêu đời hỡi gió quân sừng sững bóng cầu Hàm Rồng đứng soi bóng dòng sông Mã chảy mình quê ta bao nhiêu thương vàng nước sông tiếng hát anh hùng ngỡ hùng vĩ đứng bên Hàm Rồng đó cao chuối bờ năm ngàn tươi xanh ngỡ tên cô dân quân hiên ngang mài mãi vang cùng sông Mã kiên cường ngỡ Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thường trực Thị ủy làm việc với các tổ chức hội quần chúng thị xã Nghi Sơn về tình hình kết quả thực hiện các nhiệm vụ, công tác và hoạt động từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024. Ban chỉ đạo 35 thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024. Đoàn Thanh niên Cơ quan Ủy ban Nhân dân thị xã tổ chức bế mạc giải thi đấu thể thao kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024. Khuyến cáo của Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn về phòng chống bệnh thời điểm giao mùa. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều 21 tháng 3, tại phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy làm việc với các tổ chức hội quần chúng thị xã Nghi Sơn về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác và hoạt động từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có các đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy, Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã, Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, các đồng chí lãnh đạo văn phòng thị ủy, đại diện lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể và các hội quần chúng thị xã. Hội nghị đã được nghe đại diện lãnh đạo Ban Dân vận thị ủy thông qua báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác và hoạt động từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024 của các tổ chức hội quần chúng thị xã Nghi Sơn. Theo đó, hiện nay, trên địa bàn thị xã có 10 tổ chức hội quần chúng được giao nhiệm vụ và hỗ trợ kinh phí hoạt động, gồm Hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Luật gia, Hội Đông y, Hội Người mù, Hội làm vườn và trang trại. Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội thị xã và sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của tổ chức hội cấp trên, các hội quần chúng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã có nhiều nỗ lực cố gắng, bám sát nguyên tắc tổ chức, mục đích hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ hội, tích cực tuyên truyền vận động hội viên của tổ chức mình thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi ích chính đáng và chăm lo đời sống cho đoàn viên hội viên và nhân dân. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và quần chúng cấp thị xã đã phối hợp với các cấp các ngành liên quan tích cực kêu gọi vận động ủng hộ của các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm thăm tặng hàng nghìn suất quà trị giá hàng tỷ đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, tích cực cổ vũ tinh thần động viên đoàn viên hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào sự phát triển chung của thị xã Nghi Sơn trong những năm qua. Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra những khó khăn bất cập trong hoạt động nhiệm vụ công tác hội từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, qua đó đề xuất kiến nghị các giải pháp để hoạt động công tác hội hiệu quả hơn trong thời gian tới. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy nhấn mạnh, để khắc phục những hạn chế khuyết điểm, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội quần chúng trong năm 2024 và những năm tiếp theo, đồng chí đề nghị các tổ chức hội và các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Một là đề nghị các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn thị xã tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết đại hội nhiệm kỳ của các cấp hội để nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ hội viên và tạo hiệu ứng tích cực trong hệ thống cấp hội và lan tỏa sâu rộng trong xã hội, tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả các chủ trương chính sách liên quan đến tổ chức hội và nhất là thực hiện tốt quy chế tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng theo quyết định số 118 ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương. Hai là các tổ chức hội quần chúng
cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền. Muốn vậy thì hoạt động của các tổ chức hội quần chúng phải đặt dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của nhà nước và chú trọng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng nêu cao tính chủ động, sáng tạo, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của tổ chức hội, phối hợp tích cực với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thị xã để thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa theo quy định, đảm bảo hoạt động của tổ chức hội và chăm lo giúp đỡ hội viên, nhất là những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, những hội viên tuổi cao và yếu thế trong xã hội. Ba là các tổ chức hội quần chúng cần tăng cường công tác phối hợp, liên kết để hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do hội cấp trên phát động, tuyên truyền vận động cho cán bộ hội viên tích cực tham gia các phong trào, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn thị xã và tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và bảo vệ chế độ. Và đối với hội viên là đảng viên thì cần phải nêu cao tính tiền phong gương mẫu để góp phần cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thị xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ thị xã lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Bốn là tăng cường công tác kiểm tra giám sát và định kỳ đánh giá kết quả hoạt động của các tổ chức hội để có giải pháp kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế thiếu sót, kịp thời báo cáo đề xuất với Ban Thường vụ Thị ủy, với Ủy ban dân thị xã những vấn đề cần quan tâm để được xem xét chỉ đạo giải quyết, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội quần chúng trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Năm là giao Ủy ban dân thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn, chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội theo chức năng nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội, chủ động giải quyết hoặc tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy lãnh đạo giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của tổ chức hội theo thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thực tế của thị xã Nghi Sơn. Thứ sáu là cũng đề nghị với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã phường tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, công tác phối hợp với các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn để các tổ chức hội hoạt động đúng tôn chỉ mục đích và hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 22 tháng 3, Ban Chỉ đạo 35 thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thị xã chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thị xã đã báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch quý 1, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024. Theo đó, trong quý 1 năm 2024, Ban Chỉ đạo 35 thị xã đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, chính quyền, thị xã. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa bàn, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cơ chế chính sách của tỉnh, của thị xã. Ban Chỉ đạo 35 thị xã chỉ đạo sử dụng có hiệu quả các nội, nhóm và trang fanpage, Zalo được lập để tuyên truyền, định hướng dư luận, cung cấp thông tin chính thống tích cực,
nhận tin, hướng dẫn nhân dân trong tố giác tội phạm, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái thù địch. Ban chỉ đạo 35 thị xã đã tích cực chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên rà soát các hoạt động tạo dựng, tán phát tin giả, tin sai sự thật. Trong quý 1, đã phối hợp với công an thị xã ngăn chặn, bóc gỡ, xử lý 7 tài khoản, trang, nhóm, tin, bài, hình ảnh, video, gọi hỏi răn đe 3 trường hợp, xác minh thu thập thông tin, theo dõi giám sát của 14 đối tượng, hội nhóm, tài khoản, xử phạt, vi phạm hành chính 1 trường hợp. Qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần ổn định tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã. Thảo luận tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo 35, cộng tác viên dư luận xã hội thị xã đã đánh giá kết quả đạt được trong quý 1, chỉ ra những hạn chế khó khăn, đồng thời đóng góp các giải pháp để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái thù địch trong quý 2 năm 2024. Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 thị xã nhấn mạnh, để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn thị xã, đảm bảo ổn định tình hình và tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Trước hết là đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã chúng ta phải tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đúng không? Và triển khai thực hiện nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, và tiếp tục khẳng định cái việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là công việc thường xuyên liên tục và trách nhiệm của từng cấp ủy, của cả hệ thống chính trị và của mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh và nâng cao công tác tuyên truyền về thành tích kết quả đạt được của đất nước, của tỉnh, của thị xã Nghi Sơn chúng ta trong quý 1 và các nhiệm vụ triển khai trọng tâm trong quý 2 năm 2024. Và bên cạnh đó thì các cấp ủy chính quyền, hệ thống chính trị là chúng ta phải làm tốt cái công tác tiếp dân đó, giải quyết kịp thời đúng quy định các kiến nghị khiếu nại của công dân. Theo đó thì chúng ta phải rà soát lại cái đơn thư khiếu nại kiến nghị của nhân dân mà còn tồn đọng và phát sinh trong quý 1 năm 2024 để chúng ta tập trung chỉ đạo giải quyết. Đấy. Và tránh những trường hợp để khiếu kiện đông người rồi tạo thành cái điểm nóng. Đồng thời như thế thì chúng ta tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại công văn số 1864 ngày 7 tháng 11 năm 2023. Chúng ta tham gia để thực hiện tốt cái việc mà tham gia cái cuộc thi chính luận, đúng không? Viết các cái bài chúng ta tham gia, thế rồi chúng ta đấu tranh phản bác. Đề nghị là các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị chúng ta phải có cái triển khai thực hiện cái nghiêm túc và để báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để chúng tôi lựa chọn các cái bài, sau đó tiếp tục báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo chí như vậy, và có những bài đang ở chất lượng cao thì tỉnh sẽ coi như là lựa chọn và báo cáo về cái tổ ban tổ chức hội nghị của trung ương và các chi tiết. Thứ hai là các đồng chí thành viên ban chỉ đạo 35 thị xã và đội ngũ công tác viên dư luận xã hội chủ động nắm chắc tình hình, đổi mới phương thức, linh hoạt, sáng tạo và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp được nêu trong kế hoạch số 05 của ban chỉ đạo 35 thị xã về hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2024, tích cực chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phát huy cái vai trò truyền thông và định hướng dư luận xã hội để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,
và tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn, theo dõi, kiểm tra giám sát, phát hiện và cảnh báo sớm và phối hợp đồng bộ hiệu quả với các ngành là thành viên trong ban chỉ đạo 35 thị xã để chúng ta triển khai thực hiện. Nội dung thứ ba là đề nghị phòng văn hóa và thông tin tiếp tục phải theo dõi nắm chắc tình hình trên không gian mạng và triển khai thực hiện công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, rồi là các đối tượng phản động sử dụng không gian mạng để phát tán thông tin xấu độc để chống phá đảng, chống phá nhà nước, và tăng cường công tác kiểm tra các tụ điểm sinh hoạt văn hóa, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa để chúng ta ngăn chặn về sử dụng các sản phẩm về dịch vụ văn hóa xấu độc để tuyên truyền xuyên tạc và gây hoang mang dư luận trong nhân dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 thị xã đề nghị Công an thị xã tiếp tục chỉ đạo Công an các xã phường, đồng thời phối hợp với các phòng ban có liên quan tập trung công tác nắm tình hình trên không gian mạng, triển khai thực hiện việc đấu tranh ngăn chặn, xử lý, làm thất bại âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, các thế lực phản động chống đối, tán phát thông tin xấu độc, tập trung xác minh xử lý nghiêm những đối tượng tung tin sai sự thật liên quan đến các lĩnh vực, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và các lĩnh vực nhạy cảm. Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch tăng cường thông tin tích cực chính thống, duy trì phát triển các tin bài phóng sự, đấu tranh phản bác các thông tin luận điệu sai trái thù địch, tiếp tục phản bác luận điệu lợi dụng các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và thị xã trong công tác phòng chống tham nhũng, trong giải phóng mặt bằng, trong việc xử lý vụ án, vụ việc phức tạp, vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để xuyên tạc chống phá, với phương châm lấy cái đẹp, dẹp cái xấu. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 thị xã đề nghị Ban Tuyên giáo Thị ủy tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai việc tập huấn cho đội ngũ thành viên Ban Chỉ đạo 35 thị xã, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và cán bộ chủ chốt của xã phường, của thôn, tiểu khu, tổ dân phố về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đồng thời tham mưu thành lập đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thị ủy tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong thực hiện quy định số 99 QĐTU ngày 27 tháng 2 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng, quy định số 85 QĐTU của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13 về việc cán bộ đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet và mạng xã hội một cách kịp thời, hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 22 tháng 3, Đoàn Thanh niên Cơ quan Ủy ban Nhân dân thị xã tổ chức bế mạc giải thi đấu thể thao kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024. Tham dự có đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Nhân dân thị xã. Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Nhân dân thị xã, cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng ban đội trung tâm thuộc Cơ quan Ủy ban Nhân dân thị xã. Giải thi đấu thể thao kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gồm hai nội dung: bóng chuyền da nam và bóng chuyền hơi nữ. Trong đó, bóng chuyền da nam có sự tham gia của các đội bóng đến từ chi đoàn kinh tế, chi đoàn văn xã, chi đoàn ban giải phóng mặt bằng hỗ trợ và tái định cư thị xã, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã. Bóng chuyền hơi nữ với sự tham gia của các đội bóng đến từ chi đoàn kinh tế, chi đoàn văn xã, chi đoàn ban giải phóng mặt bằng hỗ trợ và tái định cư thị xã, chi cục thống kê. Trong 3 ngày diễn ra giải đấu, với tinh thần thể thao cao thượng, trung thực, rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, các cầu thủ của mỗi đội đã cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu kịch tính, hấp dẫn với nhiều pha bóng hay, đẹp mắt. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất bóng chuyền da nam cho đội chi đoàn văn xã, giải nhất bóng chuyền hơi nữ thuộc về đội chi đoàn kinh tế. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao giải nhì, giải ba cho các đội ở hai nội dung thi đấu. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết chuyển mùa thường tạo nên sự thay đổi về môi trường, nhiệt độ, độ ẩm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, làm tăng nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt là đối với những người có sức khỏe yếu, sức đề kháng giảm hoặc
hoặc không thích nghi kịp sẽ bị nhiễm bệnh như trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai. Đồng thời, đây cũng là điều kiện môi trường thuận lợi cho các mầm bệnh là virus, vi khuẩn phát triển và lây lan gây nên các bệnh về đường hô hấp như viêm phế quản, viêm phổi, cảm cúm, sởi, thủy đậu, ho gà. Để tích cực phòng bệnh cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh, người dân cần quan tâm, chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Văn Long, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn khuyến cáo. Thời tiết giao mùa, nhiệt độ thay đổi liên tục trong ngày, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại virus, vi khuẩn phát triển và gây bệnh. Các bệnh thường gặp trong giai đoạn chuyển mùa xuân hè như là cúm, thủy đậu, quai bị, sởi, bệnh tay chân miệng, bệnh sốt xuất huyết, bệnh viêm não Nhật Bản, bệnh viêm màng não do não mô cầu. Và đặc điểm của giai đoạn chuyển mùa xuân hè năm nay, gia tăng các trường hợp mắc bệnh ho gà cũng như là các ca tử vong do bệnh dại. Để chủ động phòng chống các dịch bệnh trong mùa xuân hè, Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn có một số khuyến cáo với người dân như sau. Thứ nhất là về chế độ ăn uống để đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng phù hợp với từng độ tuổi, thực phẩm được chế biến đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, ăn chín, uống chín. Thứ hai, thực hiện tốt vệ sinh giữ ấm cơ thể, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý. Thứ ba, thực hiện tốt vệ sinh nhà cửa thông thoáng, vệ sinh lớp học, công sở bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Thứ tư là thực hiện tiêm chủng đầy đủ các vaccine phòng bệnh, các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng hàng tháng tại các trạm y tế xã phường và chủ động đi tiêm các vaccine dịch vụ tại các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn. Thứ năm, đối với những trường hợp bị động vật cắn cào cần phải được xử lý dưới vòi nước, rửa dưới vòi nước bằng xà phòng và đến các cơ sở tiêm chủng để được khám, tư vấn và tiêm vaccine phòng bệnh dại kịp thời. Thứ sáu là khi có triệu chứng bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà, tránh bệnh diễn biến nặng và có nguy cơ tử vong. Công văn của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tiêm phòng gia súc gia cầm đợt 1 năm 2024 và năm cao điểm tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó mèo. Ngày 5 tháng 3 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã ban hành kế hoạch số 125 về triển khai tiêm phòng vaccine phòng bệnh gia súc gia cầm đợt 1 năm 2024 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Thời gian tiêm phòng từ ngày 10 tháng 3 năm 2024 và kết thúc vào ngày 10 tháng 4 năm 2024. Tuy nhiên đến nay, mới có 5 xã phường tổ chức thực hiện tiêm phòng cho đàn chó, trâu bò và lợn, gồm các xã Tân Dân, Hải Nhân, Xuân Lâm, Mai Lâm, Nghi Sơn. Còn 26 xã phường còn lại chưa tổ chức tiêm phòng gia súc gia cầm đợt 1 năm 2024 theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thị xã. Hiện nay trên địa bàn cả nước, tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là bệnh cúm gia cầm, viêm da nổi cục. Trên địa bàn thị xã Nghi Sơn những năm qua đã xuất hiện nhiều loại dịch bệnh nên mầm bệnh lưu hành trong đàn vật nuôi ở mức cao. Trong khi phương thức chăn nuôi chủ yếu là nhỏ lẻ, điều kiện áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học còn rất hạn chế. Để thực hiện hiệu quả công tác tiêm phòng gia súc gia cầm đợt 1 năm 2024, đáp ứng kịp thời miễn dịch cho đàn vật nuôi, đồng thời tổ chức 5 cao điểm tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó mèo trên địa bàn thị xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường và trưởng các phòng đơn vị ngành có liên quan tập trung chỉ đạo quyết liệt các nội dung sau. 1. Đối với Ủy ban Nhân dân các xã phường, 1.1. Về triển khai công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi, khẩn trương tổ chức thực hiện tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc gia cầm đợt 1 năm 2024, có giải pháp quyết liệt, tập trung huy động các lực lượng tham gia chỉ đạo, tổ chức công tác tiêm phòng để hoàn thành các chỉ tiêu tiêm phòng gia súc gia cầm đợt 1 theo đúng thời gian tiến độ kế hoạch. Định kỳ tổ chức giao ban đánh giá tiến độ công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2024 của xã phường mỗi tuần một lần để kịp thời đánh giá, đưa ra các giải pháp cụ thể để nâng cao kết quả tiêm phòng, chủ động ngăn chặn dịch bệnh và bảo vệ đàn gia súc gia cầm, hoàn thành công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2024 trước ngày 10 tháng 4 năm 2024. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tiêm phòng và lợi ích của tiêm phòng trên các phương tiện truyền thanh từ xã phường đến thôn, tổ dân phố để toàn thể nhân dân hiểu rõ nhằm thực hiện các mục tiêu sau. Thực hiện tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc gia cầm là chấp hành pháp luật về thú y.
Thực hiện tiêm phòng là bảo vệ sản xuất chăn nuôi, đảm bảo cho phát triển chăn nuôi bền vững. Thực hiện tiêm phòng là trách nhiệm của chủ cơ sở chăn nuôi với công tác phòng chống dịch của xã hội và trách nhiệm với cộng đồng. Không chấp hành việc tiêm phòng gia súc gia cầm là vi phạm quy định phòng chống dịch và sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Sau khi kết thúc công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2024, Ủy ban Nhân dân các xã phường tiếp tục rà soát, thống kê số lượng vật nuôi mới sinh, mới nhập đàn để thực hiện tiêm bổ sung theo đúng quy định của pháp luật. 1.2. Đối với nhiệm vụ triển khai 5 cao điểm tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó mèo trên địa bàn thị xã, tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó nuôi là yêu cầu bắt buộc và đã được quy định cụ thể tại khoản 1, điều 66 Luật Chăn nuôi 2018. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường triển khai thực hiện triệt để việc tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó nuôi. Trường hợp phát hiện chủ hộ không tiêm phòng theo yêu cầu thực hiện xử phạt hành chính, theo hướng dẫn tại văn bản hợp nhất số 02/2022 ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường chỉ đạo tổ chức thực hiện triệt để công tác tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó, đảm bảo tiêm phòng 100% chó nuôi thuộc diện tiêm phòng. Trong trường hợp không đạt được các chỉ tiêu tiêm phòng theo quy định, để bùng phát dịch bệnh do bỏ sót số lượng chó không tiêm phòng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ vào cuối năm 2024. 2. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã chuẩn bị đầy đủ các loại vaccine để cung ứng cho các xã phường thực hiện công tác tiêm phòng, cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật tiêm phòng cho người tham gia tiêm phòng, đồng thời phân công cán bộ xuống tận điểm tiêm để kiểm tra thực hiện quy trình kỹ thuật tiêm phòng, từ đó phát hiện sai sót nếu có, để có biện pháp khắc phục kịp thời. Cập nhật tình hình kết quả tiêm phòng của các đơn vị, thành lập tổ công tác kiểm tra đồn đốc, bám sát địa bàn để chỉ đạo hướng dẫn thực hiện công tác tiêm phòng, nhất là tập trung tại các đơn vị tổ chức tiêm phòng không đảm bảo tiến độ để báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã chỉ đạo. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình, tiến độ tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh về Thường trực Ban chỉ đạo thị xã qua phòng kinh tế trước 15 giờ các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần để báo cáo đột xuất khi có nhiệm vụ phát sinh. 3. Phòng kinh tế theo dõi, nắm bắt tình hình, tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu các giải pháp chỉ đạo kịp thời để hoàn thành tốt công tác tiêm phòng gia súc gia cầm đợt 1 năm 2024. 4. Các thành viên ban chỉ đạo và cán bộ kỹ thuật thị xã được phân công phụ trách, bám sát địa bàn, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc công tác tiêm phòng, kịp thời phát hiện những tồn tại hạn chế trong công tác tiêm phòng để đưa ra biện pháp khắc phục. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung trên, đơn vị nào tiêm phòng không đạt kế hoạch và chỉ tiêu giao để bùng phát dịch bệnh do bỏ sót số lượng không tiêm phòng, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường và các đồng chí thành viên ban chỉ đạo sản xuất phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm thị xã phụ trách đơn vị đó. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, đã ký Phạm Văn Nhiệm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Văn Tuấn, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.